Hello, xin chào cả nhà ha. Lại về, mới vừa về một viên siêu phẩm luôn. Tuyệt vời không? Đó, cả nhà hãy cho mình biết nha. Chiếc lá nha, lá màu đỏ quá là đẹp luôn. Cái này là very tự nhiên luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Mà cái độ trong nó nhìn choáng ngợp luôn. Cái này đeo đẹp lắm nha. Cái này hoa tự nhiên của nó nè. Đó. Nhìn nó như vảy rồng, vảy cá vậy ha. Đó, nhìn. Đẹp kinh luôn. Nó nở bung nó hoa lên. Nhìn đúng là hoa luôn nha. Kinh vậy. Ánh sáng tự nhiên ha cả nhà. Đó, tuyệt vời. Được cái độ trong nó cao lắm nha viên này. Viên này thì... Đó, đỉnh rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn ha, viên này hoa bung tung tóe luôn. Rồi thôi, chào cả nhà ha. Bạn nào mà thích hổ phách nhớ bấm follow mình. Bye bye.